Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tin học. Hình thức kiểm tra sẽ là trắc nghiệm và tự luận, trong đó trắc nghiệm 7 điểm, tự luận 3 điểm, thời gian 45 phút. Nội dung là chủ đề D và chủ đề E. Sau đây là nội dung ôn tập. Phần A, trắc nghiệm. Trong các đáp án sau đây, em hãy chọn đáp án đúng nhất. Câu số 1. Phần mềm có khả năng tự nhân bản và lây lan qua các thiết bị lưu trữ trung gian USB hoặc qua mạng được gọi là gì? Đáp án là câu D, virus máy tính. Câu 2. Công cụ nào hữu hiệu để phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ virus máy tính? Đáp án là câu D, phần mềm Ví virus. Câu 3. Virus máy tính lây lan qua con đường nào? Đáp án là câu D. ABC đều đúng là qua cả trang web, thiết bị lưu trữ, email. Câu 4. Đâu là tác hại khi tham gia Internet? Tác hại khi tham gia Internet là nghiện Internet, máy tính nhiễm virus, bị ảnh hưởng bởi nội dung xấu. Đáp án là câu D. ABC đều đúng. Câu 5. Sử dụng Internet thiếu hiểu biết có thể khiến người dùng bị gì? Sử dụng Internet thiếu hiểu biết có thể khiến người dùng bị sao nhãn học hành sao nhãn công việc lời suy nghĩ đáp án là câu d tất cả các ý trên câu 6. để phòng ngừa tác hại khi tham gia internet em nên làm gì phòng ngừa tác hại khi tham gia internet em nên tự suy nghĩ giải quyết vấn đề chỉ truy cập những website làm mạnh không mở email lạ đáp án là câu d thực hiện cả abc câu 7. Trong các câu sau đây, câu nào là thông tin cá nhân? Đáp án là câu C, họ tên. Câu 8. Em có được sử dụng thông tin cá nhân của người khác hay không? Em được sử dụng nếu có sự cho phép của người đó. Đáp án là câu B. Câu 9. Thông tin cá nhân được bảo vệ bởi? Thông tin cá nhân được bảo vệ bởi pháp luật. Đáp án là câu C. Câu 10. Đâu là tác hại của việc đánh cắp thông tin cá nhân? Đáp án là câu A vì mạo danh bay tiền Câu 11 Em cho biết mật khẩu mạnh là mật khẩu có những gì? Mật khẩu mạnh là mật khẩu có Ký hiệu đặc biệt Chữ hoa, chữ thường, số Đáp án là câu C Em nên làm gì để bảo vệ thông tin cá nhân của mình? Em không nên tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho người khác Em nên tắt chế độ lưu tự động mật khẩu trước khi nhập Em không nhấp vào link lạ. Đáp án là câu D, tất cả những ý trên. Câu 13, em cần làm gì để bảo vệ thông tin trên máy tính của mình? Đáp án là câu C. Không nhấp vào link quảng cáo. Câu 14, em nên làm gì để chia sẻ thông tin được an toàn và hợp pháp? Đáp án là câu C. Tránh những thông tin sai sự thật. Câu số 15. Trong các câu lệnh sau đây, Câu lệnh nào là câu lệnh tìm kiếm? Đáp án là câu C. file Câu 16. Công cụ nào giúp nhanh chóng đơn vị được một cụm từ trước đó? Đáp án là câu D. Tìm kiếm. Câu 17. Trong các lệnh sau đây, đâu là lệnh thay thế? Đáp án là câu D. Replay. Câu 18. All search document. Khi mở công cụ tìm kiếm dùng để làm gì? Đáp án là câu D. Nhập ký tự cần tìm. Câu 19. All oh, find what trong công cụ thay thế dùng để làm gì? Đáp án là câu D. Nhập cụm từ cần tìm. Ôp oh, replace what trong công cụ thay thế dùng để làm gì? Đáp án là câu C. Nhập cụm từ cần thay thế. Mode replace all trong công cụ thay thế dùng để làm gì? Đáp án là câu B. Thay thế tất cả cụm từ vừa tìm được. Câu 22. Find net trong công cụ thay thế dùng để làm gì? câu B Bỏ qua cụm từ vừa tìm được và tìm cụm từ tiếp theo Câu 23 Lệnh nào sau đây dùng để in văn bản Đáp án là câu D file Quỳnh bốn Lệnh nào sau đây dùng để lưu văn bản Đáp án là câu A Ctrl S 25 Trong các nhóm lệnh sau đây, nhóm lệnh nào là định dạng đoạn Đáp án là câu B Câu 26 trong các nhóm lệnh sau đây, nhóm lệnh nào là định dạng trang? Đáp án là câu A. Câu 27. Trong các nút lệnh sau đây, nút lệnh nào là định dạng phông chữ? Đáp án là câu C. Câu 28. Trong các nút lệnh sau đây, nút lệnh nào là định dạng cỡ chữ? Đáp án là câu A. Câu 29. Nút lệnh nào là định dạng màu chữ? Đáp án là câu D. Câu 30. Nút lệnh nào là định dạng kiểu chữ đậm? Đáp án là câu A. 31. Nút lệnh nào là đánh dạng kiểu chữ nghiêng? Đáp án là câu B. Câu 32. Nút lệnh nào đánh dạng kiểu chữ gạch chân? Đáp án là câu C. Câu 33. Nút lệnh nào là cân lề trái? Đáp án là câu B. Câu 34. Nút lệnh nào là căn lề phải? Đáp án là câu D. Câu 35. Nút lệnh nào là căng đều hai bên? Đáp án là câu C. Câu 36. Nút lệnh nào là căn giữa? Đáp án là câu A. Câu 37 Nút lệnh nào là căn lề trang Đáp án là câu B Câu 38 Nút lệnh nào là chọn hướng giấy Đáp án là câu D Câu 39 Nút lệnh nào là chọn khổ giấy Đáp án là câu C Câu 40 Nút lệnh nào là chọn tên máy in Đáp án là câu A Đã hết 40 câu rất nghiệm bây giờ chúng ta tiếp tục ôn tập đến phần tự luận. tự luận này sẽ có hai phần gồm có phần lý thuyết và phần bài tập. ở phần lý thuyết em sẽ học lý thuyết về công cụ thay thế giúp em dùng để làm gì. thứ hai học các bước thực hiện tìm kiếm trong phần mềm soạn thảo văn bản. thứ ba là các bước định dạng văn bản trình bày trang và in. này rất là ngắn nên em cố gắng học thuộc phần lý thuyết nha. tiếp theo là phần bài tập Bài tập thì ông tập sẽ có hai bài Em cố gắng chú ý những cái phần để lấy điểm được nha Bài 1 Để bảo vệ tài khoản của mình Em có nên thực hiện cách làm sau đây không? Vì sao? Cách làm đó là tìm một mật khẩu mạnh Và dùng mật khẩu đó trong mọi tài khoản cá nhân của mình một cách lâu dài Và sau đây là phần gợi ý trả lời Thứ nhất em sẽ trả lời ý là có nên thực hiện cách làm hay không Em không nên thực hiện Em trả lời tới đây là em sẽ được một phần điểm của câu này Tiếp theo em sẽ trả lời vì sao Vì mật khẩu tuy mạnh nhưng nếu dùng để đăng nhập cho nhiều tài khoản khác nhau Sẽ dễ khiến cho mật khẩu dễ khám phá hơn Nếu mật khẩu bị lộ thì tất cả những tài khoản dùng mật khẩu đó đều bị chiếm đoạt Vậy ở đây em sẽ có hai ý để có điểm Một là tài khoản sẽ dễ bị khám phá Cái thứ hai Nếu mật khẩu bị lộ thì những tài khoản dùng mật khẩu đó dễ bị chiếm đoạt. Em có thể dùng những câu từ để diễn đạt cái ý này khác với những câu từ của cô miễn sao là nó đúng ý là được. Bài 2 Khi nhận được email mới, em nên làm việc nào trong các việc sau đây? A. Mở thư ra xem B. Quan sát kỹ địa chỉ gửi và tiêu đề nếu thấy email khả nghi thì khóa không mở và xóa ngay. C. Yên tâm mở ra vì tin tưởng vào chế độ chống virus của Google. D. Báo cáo rằng email này là spam, tức là thư ghép Ở phần này dựa vào danh sách những việc mà đề cho, em sẽ ghi lại những việc mà em nên làm. Đó là em sẽ quan sát kỹ địa chỉ và tiêu đề. Nếu thấy email khả nghi thì khóa không mở và xóa ngay và cái thứ hai chọn là báo cáo bằng email là spam tức là thư rác em lưu ý ở phần này em sẽ không ghi ra là em chọn a b hay c mà em lại ghi ra hết nguyên cái phần đáp án mà mình chọn luôn giống như cái phần mà cô trình bày em mà ghi a b c gì đó là em sẽ bị bớt điểm của câu này nên em nhớ để đừng mất điểm nha sau đây là phần hướng dẫn về nhà em nhớ học bài và chuẩn bị làm bài thi giữa kỳ 2 đối với phần trắc nghiệm khi học bài thì em nhớ học nội dung của đáp án đó chứ em đừng có học đáp án a b hay c gì tại vì khi em làm bài kiểm tra thì đề sẽ được tráo đi một lần nữa bài học đến đây là kết thúc chúc các em thi tốt